chúng ta tiếp tục vào cái danh mục mã thống kê. Mã thống kê đây các bạn lưu ý là nó là một cái hệ thống mã mà ở tất cả các màn hình cập nhật chứng từ đều có sẵn, còn các bạn chọn cái mã thống kê có nghĩa là doanh nghiệp chúng ta cần thống kê theo cái gì thì chúng ta có thể tạo một hệ thống mã thống kê theo cái hình thức là hình cây. Thì hình cây này giúp các bạn có thể tạo ra được cái theo dõi riêng theo cái mục đích của các bạn. Các bạn cứ mở thêm ra ở đây và chúng ta chọn ví dụ như mã thống kê là 01 là thống kê các loại hợp đồng. Thế thì chúng ta có thể chọn các cái loại ở đây và chúng ta sau này chúng ta sẽ có báo cáo theo cái hệ thống mã thống kê riêng cho các bạn.